Thưa quý vị, kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hội đáp cùng chuyên gia với chủ đề Kết hôn với người nước ngoài. Chương trình đang được phát trên sóng của kênh TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và đến tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Xin chào MC Thúy Vi và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đài Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Vâng, xin được gửi lời cảm ơn đến bà đã dành thời gian tham dự trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc giao lưu kết nối giữa Việt Nam và các quốc gia, những nền văn hóa khác nhau ngày càng trở nên phổ biến. Do đó, sự gia tăng của các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia và biên giới ngày càng trở nên phổ biến, nơi tình yêu đã vượt qua rào cản về ngôn ngữ, phong tục và biên giới. Tuy nhiên, bên cạnh các cặp đôi kết hôn xuất phát từ tình yêu thương, thì vẫn còn những người lấy việc kết hôn với người nước ngoài để trao đổi lợi ích. Luật sư Võ Hướng Dương, đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh cho biết. Theo quan điểm của tôi thì việc kết hôn với người nước ngoài thì là một trong những cái suy nghĩ cũng khá là tiến bộ. Tuy nhiên thì để mà việc kết hôn với người nước ngoài nó được lâu dài và mang tính chất tích cực thì nó phải đảm bảo được cái tiêu chí của hôn nhân, đó là phải xuất phát từ tình yêu thương và xuất phát từ cái sự tự nguyện. Còn việc mà đặt ra một mục tiêu hoặc là đặt ra một cái lợi ích về việc kết hôn để đổi đời á, thì tôi cho rằng là cái việc suy nghĩ như trên là không đúng, vì nếu như không xuất phát từ tình yêu thương mà chỉ xem việc kết hôn để mong muốn đổi đời, để giàu có hơn hoặc là để có một cái môi trường sống tốt hơn, thì giới trẻ cần phải xem lại. Kết hôn với người nước ngoài mang đến nhiều cơ hội mới, từ việc phát triển sự nghiệp, trải nghiệm văn hóa cho đến gia đình. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức không nhỏ liên quan đến sự khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ và những vấn đề pháp lý. Để hôn nhân xuyên quốc gia có thể thành công, các cặp đôi cần chuẩn bị kỹ càng, từ việc tìm hiểu về văn hóa pháp luật cho đến việc xây dựng sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Chỉ khi có sự chuẩn bị tốt, hôn nhân với người nước ngoài mới thực sự mang lại hạnh phúc và thăng hoa trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và sự bùng nổ của hệ thống thông tin liên lạc, những năm qua, di cư hôn nhân ở châu Á không ngừng tăng lên, trong đó chủ yếu là nữ giới di cư tới quốc gia của chồng, trong khi thì những quốc gia này hầu hết không gặp phải những vấn đề về mất cân bằng nam nữ. Hôn nhân quốc tế giữa người Việt Nam với người nước ngoài nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu ở cả nơi đi và nơi đến, từ cả khía cạnh lý thuyết, thực tiễn và chính sách, do số lượng người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài có xu hướng tăng và những vấn đề xã hội liên quan đến hôn nhân quốc tế cũng đặt ra nhiều hơn. Chương trình ngày hôm nay xin được phép đi sâu về vấn đề này để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả gửi đến cho chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cũng có nhận được một lá thư của một vị khán giả có tên viết tắt là BHT ở huyện Dương Minh Châu, có một câu hỏi như sau, đó là công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải đáp ứng những điều kiện gì ạ? Thì theo quy định tại khoản 1 điều 126 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì người nước ngoài còn phải đáp ứng, còn phải tuân theo các quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn. Và căn cứ quy định nêu trên thì việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, các bên phải đáp ứng các điều kiện kết hôn của nước mình, và nếu họ chọn cái cơ quan đăng ký là cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì bắt buộc người nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân gia đình của nước ta. Và điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 được quy định tại điều 8 như sau, đó là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn là do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bị mất năng lực hành vi dân sự. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, bao gồm kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, người đang có vợ,
có chồng mà kết hôn với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ, rồi kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, hoặc là giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, hoặc là giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, hoặc giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Vâng ạ, vậy thì khi chúng ta có nhu cầu muốn kết hôn với người nước ngoài thì chúng ta sẽ đăng ký ở đâu ạ? Thì theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật hộ tịch năm 2014, quy định Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau, giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài. Thì trường hợp mà người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn. Như vậy thì theo quy định tại điều 37 của luật hộ tịch năm 2014 thì thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam thì sẽ thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo nữa cũng của một vị khán giả gửi về cho chương trình. Vị khán giả có tên viết tắt là NHH ở huyện Tân Biên cũng có một câu hỏi như sau. Đó là khi đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam thì hồ sơ đăng ký kết hôn sẽ bao gồm những giấy tờ gì ạ? Để đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau. Thứ nhất là tờ khai đăng ký kết hôn. Thứ hai là giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức làm chủ được hành vi của mình. Thứ ba là giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó là không có vợ hoặc không có chồng. Trường hợp nước ngoài không cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước đó. Rồi người nước ngoài ngoài công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải nộp bản sao hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Trường hợp đã có thông tin tình trạng hôn nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình mà theo hình thức trực tiếp hoặc là tải lên theo hình thức trực tuyến. Ngoài cái giấy tờ quy định nêu trên thì nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi vào sổ hộ tịch việc đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn nếu là công chức, viên chức hoặc là đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan đơn vị quản lý xác nhận là người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó. Mà trường hợp là người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập hoặc lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan đại diện ngoại giao của cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp. Và lưu ý là những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp là phải được cấp hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp là được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phải được dịch ra tiếng Việt. Thì đây là cái hồ sơ mà đăng ký kết hôn của với công dân Việt Nam với người nước ngoài. Vâng, và một trường hợp tiếp theo cũng muốn nghe những chia sẻ đến từ bà, đó là về cái trường hợp mà việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài sẽ bị từ chối trong những trường hợp nào ạ? Việc kết hôn với người nước ngoài sẽ bị từ chối trong một số trường hợp như là căn cứ cái điều 33
của luật hộ tịch năm 2014 thì việc đăng ký kết hôn sẽ bị từ chối nếu một hoặc cả hai bên vi phạm điều cấm hoặc không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Vi phạm điều cấm là vi phạm các điểm A, B, C và D khoản 2 điều 5 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 gồm: thứ nhất là kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ, kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Và không đủ điều kiện kết hôn nghĩa là không đảm bảo điều kiện kết hôn theo quy định tại điều 8 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, như là nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi, việc kết hôn không do nam nữ tự nguyện quyết định, rồi một hoặc cả hai bên bị mất năng lực hành vi dân sự, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 2 điều 5 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Như vậy, việc đăng ký kết hôn giữa nam và nữ nếu vi phạm điều cấm và không đảm bảo điều kiện kết hôn như tôi vừa mới nêu trên thì là sẽ bị từ chối, không tiến hành đăng ký kết hôn được. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích đến từ bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, khi kết hôn với người nước ngoài, quý vị không chỉ mở rộng văn hóa của mình mà còn cho tất cả những người thân yêu của bạn. Khi bạn giới thiệu người bạn đời của mình với mọi người, bạn đang cho họ cơ hội tiếp xúc với một con người và một nền văn hóa mới mà họ chưa có cơ hội gặp gỡ trước đây. Thông qua những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Trang, quý vị sẽ biết thêm nhiều kiến thức pháp luật về việc kết hôn với người nước ngoài. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến bà Nguyễn Thị Thu Trang đã dành thời gian tham gia trong chương trình Hỏi Đáp ngày hôm nay. Và xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin được trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.